Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách cắt lít giấy đối với các dòng máy in rin đề bạc. Thì nó sẽ bao gồm cả rin 408 và rin 412, thì mình có thể là thực hiện thao tác chung. Thì các trường hợp mình cần phải cắt lít giấy đối với dòng máy in này, đó là khi mà mình thay cái cuộn giấy mới mà nó khác với kích thước cuộn giấy đang sử dụng, hoặc là các bạn mua một cái máy mới về chưa sử dụng thì mình cần phải cắt lít để cho nó hiểu cái giấy mình đang sử dụng. Và có một số trường hợp nữa, đó là máy nó sẽ không hiểu cái giấy mà mình đang sử dụng, thì mình có thể là cắt lít để cho con cảm biến nó đọc và máy nó hiểu. Thì các bạn hãy làm theo các bước mà mình hướng dẫn nhé. Thì đầu tiên, khi mà máy đang mở nguồn như thế này ha, thì mọi người cần phải tắt nguồn cái máy đi. Thì bước 1 thì mọi người cần phải tắt nguồn máy đi nhá. Rồi, tắt nguồn thì phía sau lưng máy nó có cái công tắc, thì mọi người chỉ cần nhấn tắt nguồn đi thôi nha. Ok. Rồi, tiếp theo thì mọi người giúp em, đó là nhấn giữ nút fit. Mình sẽ nhấn giữ nút fit. Ở đây nó sẽ có hai đèn, một đèn ready, hai đèn status và một nút fit. Nó chỉ có duy nhất một nút fit ở đây nha. Mọi người nhấn giữ nút fit, một tay nhấn giữ nút và một tay đồng thời một tay mình sẽ bật cái công tắc nguồn lên. Trong khi đó thì cái tay nhấn giữ nút fit thì mọi người vẫn nhấn giữ giúp em ạ. Sau đó thì mọi người đợi quan sát hai cái đèn ready và status ở đây. Thì đèn status nó sẽ sáng màu cam trước, tiếp theo thì đèn ready nó sẽ đang là màu đỏ. Thì đợi lúc nào đèn ready nó sẽ chuyển sang màu cam giống đèn status thì mọi người thả tay ra. Rồi, màu cam em thả tay ra. Thì đồng thời giấy máy nó sẽ chạy ra cỡ tầm 3 đến 4 tờ giấy. Đây, ở đây thì để nó đọc cái khổ giấy hiện tại của mình đang sử dụng thì nó sẽ chạy ra đúng ngay cái chỗ giấy xé của mình. Thì như vậy là máy đã hiểu giấy. Mọi người có thể test lại bằng cách đó là nhấn nút fit, nhấn một cái rất nhẹ thì giấy nó sẽ chạy ra một tờ ngay đúng cái vị trí xé để mình có thể là xé ha. Đây, thì để có thể là mình sẽ, và trên máy nó sẽ báo đèn ra đi màu vàng, nó không có báo đỏ gì cả. Nếu nó báo đỏ thì nó đang bị lỗi, còn nếu nó không báo đỏ gì cả thì coi như quá trình cắt lít máy đã hoàn tất. Thì các bạn có thể là tiến hành và in bản in của mình thôi. Thì như vậy thì quá trình đã hoàn thành. Đây, em in ra 3 con tay, khá là đơn giản. Rồi, hy vọng video này có thể giúp ích được mọi người. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Nếu mọi người có bất kỳ thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ gì thêm, mọi người hãy liên hệ ngay tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibảomat.com. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.